Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với HD Tộc. Nếu thế giới của chúng ta có Aristotle là ông tổ của ngành sinh học, thì thế giới của chào mừng đến với cao trung nâng cao có Haruki Yamauchi là ông tổ của ngành sim học. Cho bạn nào không biết thì sim về cơ bản là một người mê gái. Cụm từ này ý chỉ các thanh niên đứng ra bảo vệ phái nữ một cách thái quá, thậm chí là còn mù quáng tin vào lời của các bạn gái. Những người này sẽ làm mọi thứ để cố đạt được thiện cảm của các bạn nữ nhằm thể hiện sự quan tâm quá mức của họ, đôi khi quá hơn là muốn có một mối quan hệ tình dục. Nhưng đó chỉ là bọn sim thường thôi, còn ông tổ của bọn sim Haruki Yamauchi lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Còn đẳng cấp thế nào thì mình mời mọi người cùng đi vào nội dung chính của video nhé. Lưu ý, video có spoil nhiều chi tiết trong light novel nên mọi người cân nhắc trước khi xem nhé. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì hãy bắt đầu thôi nào. Yamauchi Haruki là một nam sinh có ngoại hình không quá nổi bật, với chiều cao trung bình 1m68, mái tóc đen được cắt gọn phần mái và đôi mắt đỏ. Yamauchi chính là kiểu người nhìn một lần là quên. Có lẽ vì lý do này mà cậu mới khao khát có được tình yêu của nữ giới và làm mọi thứ để thu hút sự chú ý. Nhưng thật ra Yamauchi không hẳn là dạng vô danh tiểu tốt. Cậu cũng có chút tiếng tăm khi là một trong ba thành viên của bộ ba kẻ ngốc lớp D. Cho những ai chưa biết thì bộ ba này bao gồm Yamauchi Haruki, Sudoken và Ike Kanji. Đúng như tên gọi, đây là bộ ba anh bạn sở hữu bộ não cơ bắp cùng học lực yếu. Tuy vậy, cả ba đều có những tính cách rất riêng. Sudo thì tính nóng như kem, máu liều nhiều hơn máu não. Ike thì tấu hài quá đáng. Còn riêng anh chàng Yamauchi thì lại hay nói quá, có một thì nói 10. Trong kỳ thi đầu vào, người phỏng vấn cậu còn ghi chú rằng cậu có khuynh hướng hay nói dối. Điển hình là khi cả lớp đang thảo luận về vấn đề Sudo đánh nhau với mấy đứa lớp C, thì khi Kushida lên tiếng tỏ ý bênh vực Sudo, Yamauchi đã ngay lập tức bịa chuyện rằng Sudo từng nói cậu ta bắt nạt rất nhiều học sinh từ hồi sơ chung và cậu ta cảm thấy vui sướng khi được đánh đập người khác. Do Yamauchi chơi khá thân với Sudo, cộng thêm sự bất mãn của cả lớp về thái độ của anh chàng tóc đỏ, nên lời nói dối của cậu không những không bị phát hiện mà còn khiến cả lớp thay phiên nhau nói xấu Sudo. Đến đây chắc nhiều bạn thắc mắc, Yamauchi nói dối vậy thì có được lợi gì không? Câu trả lời tất nhiên là có. Khi đóng góp một thông tin mới vào cuộc trò chuyện mà mọi người đang quan tâm, kèm việc thông tin đó xuôi theo thái độ chung của cả lớp, thì sẽ vô tình nâng cao uy tín của cậu với mọi người, đặc biệt là với con gái. Và ngay sau lời nói dối trắng trợn như vậy, ngày hôm sau Yamauchi vẫn nói chuyện và đùa giỡn với Sudo như bình thường. Hay ở volume 10, trong khi Sudo và Ike còn đang vui mừng vì họ không rớt bài kiểm tra thì Yamauchi lại gáy là dù cậu có học vài ngày cũng qua được bài kiểm tra, trong khi so với cả lớp, điểm của cậu chỉ hơn được Ike. Như mình đã đề cập ngay từ đầu, Yamauchi là một thằng sim đúng nghĩa. Đối tượng đầu tiên mà cậu có cảm tình trong trường là Kikyo Kushida, một người nổi tiếng là khá hoạt bát và xinh đẹp. Mình đã làm một video về nhân vật này nên nếu bạn nào thích thì có thể xem lại nhé. Yamauchi thường ra bề mạnh mẽ và tỏ ra thân thiết với Kushida. Thậm chí cậu ta còn luôn đeo bám Kushida mọi lúc mọi nơi và cậu cứ nghĩ thế là ngầu. Nhưng ở volume đầu, mỗi khi có sự xuất hiện của Kushida thì 95% sẽ có thêm sự góp mặt của Yamauchi. Vài ý kiến cho rằng Yamauchi làm thế là để đú phêm Kushida nhằm giúp cậu nổi tiếng hơn với bọn con gái này nọ. Nhưng thực sự, cậu chỉ hành xử như một thằng sim mà thôi. Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu... chấm chấm trong người. Như bao con trai bình thường khác, Yamauchi khá là dâm. Cậu hứng thú với những cô gái ngon lành canh đào và luôn muốn Netflix and chill với họ. Cũng chính vì lẽ đó mà không chỉ Kushida, Yamauchi còn bị thu hút bởi Sakura Airi và Hasebe Haruka vì họ có điện nước đầy đủ và có vẻ dễ thuần phục. Mình nói có vẻ dễ thuần phục là bởi ở những volume đầu năm, Airi và Haruka vẫn chưa trong hội bạn của Kiyotaka nên họ khá là mờ nhạt so với mặt bằng chung. Tất nhiên, Yamauchi cũng chẳng là chàng trai tốt lành gì khi chỉ thích người khác dựa vào vẻ bề ngoài của họ. Sau khi nhận ra Kushida nằm ngoài tầm với của mình, cậu đã chuyển tầm ngắm sang Airi vì những lý do ở trên. Ở kỳ thi trên đảo, khi đi nhặt củi khô để đốt lửa, cậu đã tâm sự với Kiyotaka rằng cậu đang theo đuổi Airi và cậu sẽ dễ dàng làm cô ấy thích mình nếu mình đối xử tốt với cô ấy. Nhưng Yamauchi non xanh làm sao mà biết được cô nàng đã chết mê chết bệt anh men rồi. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Ở volume 4.5 năm nhất, Yamauchi đã tỏ tình với Airi và nhanh chóng bị từ chối. Tuy nhiên, lần này Yamauchi đã thực sự trưởng thành khi bình thản chấp nhận câu trả lời của cô. Cậu cũng nói ra nỗi lòng của mình với Kiyotaka, rằng cậu nhận ra việc tỏ tình khiến cả người nhận và người ngỏ lời mang một trách nhiệm rất nặng nề.
Yamauchi cũng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Airi là nông cạn khi cậu chẳng cảm thấy đau lòng hay buồn rầu khi bị từ chối. Cậu tự nhận mình đã tốt nghiệp khỏi việc sim và quyết tâm đi tìm người con gái định mệnh của đời mình. Thật đáng mừng khi Yamauchi đã thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn nhỉ? Đáng tiếc thay, nếu thực sự trở thành một quý ông thì Yamauchi đã không bị mọi người gọi là Yamagod. Ở volume 8, Yamauchi đã va phải Arisu và làm cô ấy té. Tuy có xin lỗi và chia tay ra giúp, nhưng Arisu đã từ chối và phải dựa vào tường cùng cây gậy để tự đứng dậy. Mọi người xem video trước về Arisu thì cũng biết cô nàng không thích dựa dẫm vào người khác. Đặc biệt, cô rất ghét bị ai đó cho rằng cô ấy không hoàn hảo. Và Yamauchi đã đạp trúng bãi mìn ấy khi thốt lên rằng Arisu thì dễ thương thật đấy mà cũng hậu đậu chả kém. Thay vì xem xét lại lỗi lầm của bản thân khi va phải Arisu thì Yamauchi lại bảo cô nàng vụng về. Điều này cũng đánh dấu cho thảm kịch xảy ra với cậu trong tương lai. Nhưng rõ ràng là cậu tự rước họa vào thân nên cũng chả trách được ai. Lần đầu tiên Yamagod để lại ấn tượng với mọi người là tại kỳ thi đặc biệt ở volume 10 và đó cũng là lần cuối cùng. Kỳ thi đặc biệt yêu cầu mỗi lớp phải bình chọn một người để đuổi học và mỗi người đều có một phiếu cứu để bình chọn cho một người ở lớp khác. Một phiếu cứu sẽ giống như là cộng 1, còn phiếu đuổi học sẽ là trừ 1. Ai có tổng âm nhất mỗi lớp thì sẽ được một chuyến du lịch khỏi trường học vĩnh viễn. Lúc này Arisu muốn thao túng Yamauchi để vừa làm tay trong vừa để cậu thuyết phục Kushida và phần đông im lặng của lớp để đuổi học Kyotaka. Đương nhiên là Yamauchi tuy đầu đất nhưng cũng không ngu đến mức đi phản bội cả lớp vì một cô gái. Cậu ta chỉ quên hết mọi sự đời và nghe lời Arisu khi cô nàng đòi hẹn hò với cậu mà thôi. Có lẽ mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ theo ý muốn của Arisu nếu không có sự can thiệp của Horikita. Horikita đã vạch trần Yamauchi trước cả lớp và một cuộc tranh luận lớn đã xảy ra. Có thể nói tình hình chung lúc này là ai muốn an toàn thì cứ bỏ phiếu cho Kyotaka hoặc Yamauchi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy khi Arisu hứa sẽ dùng 20 phiếu cứu của lớp A cho Yamauchi. Với lời hứa của bạn gái, Yamauchi tuy lòng đầy lo sợ nhưng vẫn đến lớp với vẻ tự tin và gáy rất khỏe. Thậm chí cậu ta còn bảo sẽ tha lỗi cho những ai đã bình chọn cho cậu và công bố cậu đã có Arisu cùng lớp A chống lưng rồi, thua thế nào được. Và kết quả là cậu bị đuổi học. Còn người được nhận nhiều phiếu cứu nhất lớp là Kyotaka với 42 phiếu. Đến đây thì mọi người cũng hiểu rồi đấy. Những gì Phúc Jun nói với Đại Vũ trong vòng chung kết của cuộc thi Backstage Rap No Beat có thể dành tặng cho Yamauchi sau khi biết kết quả. Cây cú gọng cao khó, cãi cùn còn cân cân. Sau khi biết tin thì Yamauchi đã phản ứng một cách dữ dội. Cậu bắt đầu quát tháo mọi người, kể cả giáo viên. Rồi sau vài lời khiêu khích của Kuenji, Yamagod còn lao tới và định đánh cậu ta bằng một cái ghế. Đương nhiên là tí nữa cậu đã bị đấm cho không trượt phát nào nếu không có cô giáo ngăn cản và đuổi cậu đi. Và đó là những hành động cuối cùng mà Yamauchi làm ở ngôi trường cao trung nâng cao này. Còn giờ mọi người hãy cùng Hanetto làm rõ xem rốt cuộc Yamauchi có phải là nạn nhân đáng thương hay chỉ là một thằng sim thảm hại thôi nhé. Trước tiên chúng ta phải kể đến những điều Yamauchi đã làm khi còn ở trường. Bán đứng bạn bè, lừa dối lớp học chỉ vì một cô gái mà cậu cho là người con gái định mệnh. Tuy ai cũng hiểu yêu đương là mù quáng, nhưng mấy ai mà tránh được. Chưa kể, cậu cũng không thân lắm với Kyotaka thì chọn Kyotaka là người rời đi cũng không phải là hành động trái đạo đức gì. Nhưng tình ngay lý gian, việc lấy lý do tình yêu trai gái để hủy hoại tương lai của một con người là sai quá sai. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, chỉ riêng sự kiện này mà đánh giá Yamauchi là người xấu thì cũng không đúng lắm. Nhưng nếu xét từ volume 1 đến volume 10 năm nhất thì thực sự Yamagod là một cậu nam sinh khá tệ và có rất ít sự phát triển. Vậy là tóm lại, Yamauchi không là nạn nhân của vụ gì hết. Cậu ta chỉ đơn giản là một thằng sim và đã trả giá đắt cho sự sim của mình mà thôi. Thêm một thông tin thú vị là hồi ở kỳ thi đảo hoang năm nhất, Kyotaka có nhờ Yamauchi chét bùn lên người Horikita. Bù lại, cậu sẽ cho Yamauchi địa chỉ mail của Airi. Và đoán xem chuyện gì xảy ra với Yamagod. Cậu ta vừa bị đánh đập, vừa không được nhận mail do Kyotaka đã lừa cậu. Tức giận, cậu đã phán một câu xanh rờn với anh Men rằng: "Trái tim tao mong manh dễ vỡ mà mày nỡ lòng nào? Quan hệ với mẫu thân mày, không sớm thì muộn, tao cũng không vì mày, cũng vì gái mà phải gánh họa sát thân." Mọi người có thể xem lại đoạn này ở trong chap 33 ở manga. Công nhận phải nể Yamauchi thật mọi người ạ. Tự tiên đoán được cái chết của bản thân mà vẫn không thể làm gì được. Nhưng cũng khó trách lắm, chẳng hạn như Hanetto dù biết video này sẽ kết thúc sớm nhưng cũng không thể làm gì khác. Vâng, đến đây thì video về Yamauchi cũng đã hết. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy video này hay thì các bạn đừng tiếc một like và một subscribe cho Hanetto nhé.
Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo trong tương lai. Bye bye! Xin anh em ít phút quảng cáo, Team Hay Đây Tộc có shop bán những phụ kiện như poster, móc khóa, standee, khung ảnh chất liệu mica kính rồi nhựa đủ các loại to nhỏ phục vụ anh em và còn nhiều mặt hàng hay ho khác liên quan tới anime, game, waifu đợi anh em vào shop khám phá. Tất cả đều có dịch vụ in theo yêu cầu để anh em có thể tha hồ lựa chọn những hình mình thích. Anh em rảnh ghé qua shop để ủng hộ nha. Link shop tôi có để dưới mô tả video cho anh em rồi nha. Hoặc anh em có thể vào Shopee, TikTok Shop, Lazada, rồi tìm HD Tổng Shop Lazada nha. Cảm ơn anh em.